Rồi, chào các bạn. Tin mừng nha. Hiện tại là khoảng 11 giờ 40 phút tối ngày 2 tháng 4 năm 2021. Các bạn biết tin mừng gì không? Trời mưa. Phải nói là từ tháng 3 này nè, trong khoảng độ nửa tháng đổ lại á, nóng cực kỳ luôn, 38 độ gì đó. Ngày nào mà đi quay phim á, cũng giống như là heo quay vậy đó. Tối hôm nay trời mưa các bạn, mừng quá luôn á. Ngay khúc quận 8 nhà mình nha. Đó, bầu trời đỏ chót kìa. Ở trên đó là cây dừa. Các bạn nghe tiếng mưa không? Mừng gì đâu á. Hơi tối, hơi khó thấy ha. Đây các bạn, nước chảy nè. Mưa hồi nãy giờ cũng được khoảng độ 10-15 phút giờ đó rồi. Đây, nghe phía hồ. Thật sự là mình thích cái mưa buổi tối ha. Mưa trên mái hiên á, nghe cái tiếng mưa ngủ rất ngon. Trời mát nữa. Rồi, cập nhật tin tức từ Sài Gòn cho các bạn.